chào tất cả mọi người. Thì nay công ty thang máy Mitsui Nhật Bản sẽ đến kiểm định và bàn giao một chiếc thang máy cho tòa án quân sự quân khu 7. Địa chỉ là số 6 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Các anh bên kiểm định đang là kiểm định chiếc thang máy này. Quá trình kiểm định thì gồm có kiểm định về tải trọng cũng như là tất cả các bộ phận cứu hộ tự động của thang máy. Về tải trọng. Một không? Dạ. Đánh chất về tải trọng của thang máy. Chiếc thang máy này được lắp đặt với tải trọng là 450 kg, 5 stop. Sau quá trình kiểm định thì sẽ là vệ sinh thang, sau đó mới bàn giao cho chủ đầu tư. Quá trình cân tải đã xong. Đang tiến hành quá trình xếp tải. Tải trọng là 450 kg. Các em đang tiến hành lên trên phòng máy để kiểm tra các bộ phận cứu hộ tự động của thang máy. Tìm kiểm tra các động cơ của máy. Kiểm định đã xong thì chúng ta sẽ dán cái tem kiểm định lên trên cái tem kiểm định này sẽ có hạn mặt 5 năm. Sau khi đã kiểm định xong thì chúng ta sẽ làm một bản nghiệm thu và bàn giao thang máy cho chủ đầu tư.